thủ môn Bùi Tiến Dũng bị tai nạn, siêu xe 30 tỷ đồng hư hại. V-League 2022 tạm nghỉ để nhường sân chơi cho SEA Games lẫn vòng chung kết U23 châu Á và chỉ trở lại vào đầu tháng 8 tới. Trong thời gian này, ngoài tập luyện theo lịch tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, thủ môn Bùi Tiến Dũng khá rảnh rỗi, anh dành nhiều thời gian hơn cho đi du lịch, chăm sóc bạn gái Dianka Zakhidova và thực hiện một số công việc cá nhân khác. Mặc dù phong độ thi đấu trên sân đã giảm sút nhiều, nhưng với tư cách là người hùng Thường Châu và là thành viên U22 Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 30, thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Mọi hoạt động, thông tin và những chủ đề liên quan đến thủ thành người Thanh Hóa này luôn trong tầm ngắm của cư dân mạng. Mới đây, hình ảnh được Bùi Tiến Dũng cập nhật trên trang cá nhân về va chạm trên đường khiến không ít người thấp thỏm lo sợ. Hình ảnh được Bùi Tiến Dũng cập nhật đó là một story ngắn chụp lại tình trạng của chiếc siêu xe mà anh đang lái. Chàng thủ môn sinh năm 97 đã không may xảy ra va chạm trên đường. Phần kính ở gương của siêu xe đã vỡ nát. Anh đăng ảnh với dòng trạng thái của đi thay người. Cùng đó là một icon khóc. Điều này cũng giúp người hâm mộ yên tâm phần nào, bởi Bùi Tiến Dũng không gặp tổn thương gì quá nghiêm trọng. Mặc dù vậy, nhìn phần gương của siêu xe đã vỡ, nhiều người cảm thấy xót thay cho chàng thủ môn sinh năm 97. Được biết, xế hộp này là dòng Lamborghini Aventador SVJ có giá lăn bánh lên tới 30 tỷ đồng. Sau vụ va chạm, Tiến Dũng sẽ phải bỏ khá tiền để sửa xe. Gần đây có thông tin cho rằng vào ngày 22 tháng 5 tới, Bùi Tiến Dũng sẽ tiến hành tổ chức hôn lễ cùng bạn gái Dianka tại Hồ Tràm, Bà Rịa, Vũng Tàu. Thông tin còn cho biết cặp đôi đang tiến hành chuẩn bị những bước đầu tiên cho lễ cưới. Cô dâu đã đặt hai bộ váy cưới cho ngày trọng đại của mình. Tuy nhiên cả Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova đều giữ thái độ im lặng. Thủ môn Bùi Tiến Dũng bất ngờ làm đám cưới với người mẫu Ukraine xinh đẹp. Sáng 22 tháng 5, loạt ảnh tiệc cưới thân mật của thủ môn Bùi Tiến Dũng với bạn gái Dianka Zakhidova đã xuất hiện trên mạng xã hội, khiến nhiều người bất ngờ. Trước khi sự kiện trọng đại này diễn ra, cặp đôi không có bất cứ động thái úp mở nào. Hiện tại, chính chủ cũng chưa thông báo, mà người tiết lộ là Phan Công Khanh, bạn thân của Dũng Gôn. Phan Công Khanh viết: Happy wedding, anh chúc hai em và gia đình có một ngày vui thật trọn vẹn. Cuộc sống sau này có thể còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng hãy nắm tay nhau vượt qua tất cả nhé. Anh luôn tin và chúc cho hai bạn hạnh phúc vẹn tròn. Trong loạt ảnh cô dâu chú rể được dân tình khen nức nở vì quá đẹp đôi, chú rể Bùi Tiến Dũng mặc bộ vest màu nude cùng tông với váy cưới của cô dâu, khách mời mặc dress code màu trắng đen. Đặc biệt, nhóm bạn thân của thủ môn như Văn Hậu, Quang Hải, Hà Đức Chinh mặc áo polo màu hồng. Được biết, đây là tiệc thân mật chỉ gồm gia đình, người thân và bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể và được tổ chức tại một resort hạng sang ở Vũng Tàu. Bố mẹ chàng cầu thủ cũng đã từ quê nhà Thanh Hóa vào chung vui với con trai. Bùi Tiến Dũng, Dianka Zakhidova công khai hẹn hò từ tháng 8 năm 2020 và nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Cặp đôi không ngần ngại đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn bên nhau. Không những vậy, Dũng Quân còn từng đưa bạn gái về ra mắt và ăn Tết tại quê nhà Thanh Hóa. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội đã dấy lên tin đồn Dianka đã có tin vui. Tuy nhiên trước nghi vấn này, hai nhân vật chính không có bất cứ chia sẻ nào mà lại âm thầm tổ chức tiệc cưới thân mật.